Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới được quy định tại Điều 8 Nghị định 136 năm 2020 của Chính phủ như sau. Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 chỗ ngồi trở lên phải đảm bảo điều kiện hoạt động đã được kiểm định. Vật tư hàng hóa bố trí sắp xếp trên phương tiện phải đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy. Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên 9 chỗ ngồi, phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt phải đảm bảo các điều kiện sau đây. Có nội quy, biển báo, cấm, biển chỉ dẫn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa bố trí sắp xếp trên phương tiện phải đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy. Có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động, đảm bảo số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Có quy định, phân công nhiệm vụ, phòng cháy, chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.